nhu cầu mua cỏ Guinea đã thực sự bùng phát gần đây. Do đó, xu hướng tìm đến hạt giống chất lượng, nảy mầm thật sự cao. Bên cạnh đó là phải có bao bì, nhãn mác xuất xứ rõ ràng, phải thật sự đáng tin cậy với người mua hàng. Video này sẽ gợi ý cho bạn vài yếu tố để các bạn có thể lựa chọn đâu là địa chỉ bán hạt giống cỏ Guinea uy tín nhất. Trước khi đề cập đến cỏ Guinea được mua ở đâu, thì bạn phải biết vài thông tin cơ bản sau đây. Cỏ Guinea có hai loại, đó là cỏ Guinea Mobasa và cỏ Guinea TD58. Theo ngôn ngữ Việt Nam cho dễ hiểu, thì cỏ Mobasa Guinea có tên gọi là cỏ xà lá lớn, còn cỏ Guinea TD58 còn gọi là cỏ xà lá nhỏ. Mỗi loại sẽ có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Đây là loại cỏ được sản xuất và phân phối từ đất nước Thái Lan. Lưu ý rằng tại Việt Nam hầu hết không sản xuất được hạt giống này. Nếu có sản xuất bán ra thị trường thì hạt giống chỉ nảy mầm dưới 10%. Chính vì vậy tại Việt Nam, các nơi bán hạt giống cỏ Guinea phải nhập khảo loại cỏ này. Phải đến nhập khảo loại cỏ này từ đất nước Thái Lan về tới Việt Nam thì người bán phải tìm đến những công ty tại Thái Lan uy tín. Lúc đó mới dám cam kết hạt giống nảy mầm trên 90%. Bởi bên Thái Lan cũng có rất nhiều nơi bán hạt giống cỏ này. Hiện nay chỉ có công ty Tropico là đơn vị uy tín nhất, bởi công ty Tropico là nhà phân phối đầu tiên và cũng là nhà nghiên cứu đầu tiên tại Thái Lan khi xuất bán hạt giống cỏ Guinea này ra toàn thế giới. Tại Tropico có nhà máy đóng gói xử lý hạt giống tiên tiến. Hạt giống sẽ được đóng gói thành bao bì 1kg và bao bì 25kg. Khi mua hạt giống cỏ Guinea tại Tropico, hạt giống luôn đảm bảo nảy mầm trên 90%. Vậy bạn là người Việt Nam, bạn đã xác định được đơn vị bán cỏ Guinea uy tín, nhưng không biết làm sao mua hạt giống này bên Thái Lan, thì bạn có thể liên hệ ngay qua giống cỏ Tiến Đạt. Tại giống cỏ Tiến Đạt chuyên cung cấp hạt giống cỏ Guinea bao bì chính hãng, hạt giống sạch, hạt giống được nhập khẩu chính thức tại Tropico. Bao bì cỏ Guinea tại Tiến Đạt bạn có thể xem trên màn hình video. Video sau đây đã chia sẻ cho bạn vài thông tin rất chân thực. Đó là câu hỏi cỏ Guinea được mua ở đâu. Bạn có nhu cầu mua hạt giống này, hãy liên hệ ngay qua giống cỏ Tiến Đạt để được tư vấn và bán hàng qua số điện thoại 0938 897 099 trên màn hình video. Cảm ơn các bạn đã xem đoạn video này của chúng tôi. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để xem được nhiều video hấp dẫn của chúng tôi hơn.